To thế vẫn là mấy em lấy kính. Không có đội mũ lên đã, đội mũ lên nữa. Đeo cẩn thận đã, kính chưa đeo xong. Bên cái à, cái kéo cao ở bên dưới đấy, kéo khóa lên hết đã, kéo kín khóa lên đã. Anh hiểu mà, anh hiểu hết tiếng Việt mà. Xong rồi. Cháu đi một vòng, cháu đi đâu, đi một vòng quanh quanh. Anh đứng đây không, hay là anh đứng? Anh đứng nguyên như thế đấy. Cháu vào ngoài trên chợ. Trang đi đi giờ rồi. Trang cho đi ra ngoài ông Hữu mà. Ôi giời, nào nhìn mẹ cái, cười tươi lên cái. Ôi gớm quá. Ôi giời ơi. Bám chặt vào nào, bám vào nào. Chặt lên mà. Nó bám kỹ hả? Tài tử. Ê, vâng. Anh ấy bám được ấy, cháu cứ đi bằng hai tay. Trừ khi anh ấy ngủ gật thì mới phải giữ. Đi một đoạn gần gần là về được một vòng đánh sướng rồi. Ấp, đi vừa rồi.